Chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã chiếc máy giao hạt thế hệ mới Vidafarm 989. Chiếc máy này có rất nhiều khoảng cách để chúng ta trồng các loại cây đậu, bắp, ngô, lạc, đậu lành, chung là đa dạng lắm. Và sau đây em chỉ khoảng cách 32 cm cho bác là đậu lạc trồng ngô đấy ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm cái góc màu đen. À đây, góc màu đen rõ ràng rồi. Và chúng ta sẽ lấy con tô vít, chúng ta tháo ra, chúng ta tháo tất cả các mỏ ra ngoài. Đối với khoảng cách này 32 cực kỳ khó nhất trong các khoảng cách, và lắp cũng rất chỉ là lâu đấy. Em lắp chắc khoảng mất tầm 6 phút đến 7 phút. Ta sẽ cho gần miếng ghép, và chúng ta lấy đổ 10 miếng ghép số 10 và 6 miếng ghép hình chữ tàu, chúng ta để vào một chỗ. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải tháo hai miếng ốc màu trắng ra ngoài. Ta sẽ lắp miếng ghép vào số 10 vào trước. Nó hơi tí ba viên. Nhiều quá. Và chúng ta sẽ xếp lại một hai ốc màu trắng. Nên chúng ta sẽ phải cho miếng ghép số to nhất vào đây. Sau đó tiếp tục lại cho miếng ghép vào số 10 vào. Tiếp đến mới ra miếng mỏ. Có 32 cm là sẽ sử dụng 5 mỏ thôi nhé.
cùng rồi. Cuối cùng chúng ta sẽ phải lắp hai góc bọt đen vào vị trí lỗ đây. Đối với khoảng cách 32 cm trồng ngô thì chúng ta sẽ phải chỉnh luôn trong cái cổ đấy luôn. Ta lấy trong những cái bộ chia hạt này, bộ chia hạt bé thứ hai chúng ta trồng ngô. Trong này nó có 4 cái bộ chia bé này. Bộ bé nhất sẽ trồng đậu loại, bộ thứ hai sẽ trồng ngô. Chúng ta lấy bộ chia bé thứ hai nhé. Như vậy em đã chỉnh xong kích thước 32 cm cho một bát trồng ngô đấy ha, và chỉ cần chia hạt thôi. Mọi thông tin về chiếc máy gieo hạt cũng như đặt hàng của bên em thì mọi người liên hệ số điện thoại em đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.